Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Mượn cây đuốc huệ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán, tháng Chạp, năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hổ thiên niên, vẫn phải bị trăm điều chúa chết. Thời đau lai muôn chuyện ngọt, cảnh thế luôn xót xa niềm chết mơ. Đời này như tây, người kia cùng thế, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua khi chết cùng xương tàn, cho nên mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lầy. Buồn giấy mượn bút tay đề, tu hành tâm đạo giữa cời tiên ban. Nào nào chẳng thấy có sang, sắp đều đau khổ nghèo nàn, hỡi ai tham trong thế sự nghèo.